Thưa quý vị, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp, gọi tắt là công tác dân vận chính quyền, có vai trò quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Trong 10 năm qua, công tác dân vận chính quyền trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được tăng cường và đổi mới, góp phần tạo sự đồng thuận, phát huy đoàn kết trong nhân dân. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 15 tháng 10 1930, 15 tháng 10 2023. Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành đề án về nâng cao hiệu quả công tác dân vận các cơ quan nhà nước và chỉ thị số 08 ngày 5 tháng 8 năm 2021 về lãnh đạo công tác dân vận của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện. Theo đó, Hội đồng dân chân dân thành phố lãnh đạo thực hiện công tác dân vận, thông qua các hoạt động tiếp xúc cử tri thường kỳ của đại biểu Hội đồng dân dân, của Thường trực Hội đồng dân dân, tổ chức thành công các chương trình Hội đồng dân dân với cử tri thành phố, tiếp xúc chuyên đề nhằm góp phần đáp ứng mong muốn và giải quyết cơ bản dự kiến nghị bức xúc của nhân dân đặt ra cho thành phố trên nhiều lĩnh vực, trước các kỳ họp, nhất là trong điều kiện thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Những đường dây điện trang trị trong khu dân cư thì à, khi mà tiếp xúc cử tri thì, thì phản dân phản ảnh lên thì được hội đồng dân thành phố cũng chỉ đạo cho các ban ngành cũng giải quyết cũng xuống cũng làm gọn gàng tại các kiệt hẹp để mà tránh những mùa mưa bão cũng như phòng cháy chữa cháy à, cũng như là cái chế độ cho tổ phó người dân phố thì cũng được bảo hiểm y tế rồi nào là cái kinh phí hoạt động của các hội đoàn thể Ủy ban nhân dân thành phố Hữu cũng triển khai kịp thời các văn bản về công tác dân vận, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được thực hiện thường xuyên và đã trở thành nền nếp. Trong 10 năm qua, thành phố Hữu tiếp hơn 85.700 lượt công dân, tiếp nhận hơn 57.000 đơn thư. Trong đó, đơn thuộc thẩm quyền là 1.054, đã giải quyết là 1.015 đơn. Công tác dân vận chính quyền đã gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan đơn vị. Theo đó, công tác cả các hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều thủ tục hành chính liên quan đến công dân, doanh nghiệp tiếp tục được đơn giản hóa, áp dụng thông nhất tại tất cả các quận huyện trên địa bàn. Toàn bộ lãnh đạo ủy ban phòng ngành là thực hiện cái số uh, điện tử 100%, rồi uh, khuyến khích hỗ trợ người dân để mà sử dụng dịch vụ công trực tuyến mà mới nhất là quận đã triển khai thí điểm hỗ trợ cái chi phí trả cho bưu chính để mà giao cái quả tặng nhà cho người dân trong vòng một tháng hoặc là triển khai thanh toán không tiền mặt tại các bộ phận một cửa của quận một phường Rồi chúng tôi mã hóa toàn bộ các cái bộ thủ tục hồ sơ giải quyết tại một cửa của quận phường để cho người dân dễ thuận tiện để nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong thời gian tới ban dân vận thành ủy sẽ tiếp tục tham mưu ban thường vụ thành ủy tập trung thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với luật thực hiện dân chủ ở cơ sở với một số nhiệm vụ trọng tâm như tham mưu cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác dân vận các cơ quan và nước theo chỉ đạo tại các văn bản của trung ương chính phủ thành hủy, ủy ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo trong các cơ quan và nước phát huy vai trò của người đứng đầu trong tiếp xúc đối thoại tiếp công dân giải quyết đơn thư kiến nghị của công dân